Cái gì cơ? 2 triệu cho cái lens này, 2 triệu cho cái lens tele này. Mình vừa lấy từ shipper 2 triệu cho con lens zoom từ nhà đến trường này, 55-210. Mình vẫn chưa thể tin được. Lens tele cho người mới. Nghĩ đến những cái lens tele ấy, thì chắc mọi người hay nghĩ đến những cái lens to bằng cái phích của mấy ông bác thế giới động vật chuyên chụp quay sư tử hổ báo nhỉ. Rất tiếc là những cái con lens đó rất đắt và rất nặng. Mình mua chiếc lens tele Sony 55-210 này trên Shopee với giá 2 triệu. Và dĩ nhiên là nó không có hộp. Dĩ nhiên rồi, lens qua sử dụng mà. Với con lens này khi mua mới thì giá của nó vào khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên nếu các bạn tìm lens cũ, lens qua sử dụng, các bạn hoàn toàn có thể lên Facebook hoặc là Shopee để tìm kiếm lens. Nhưng con lens này của mình thì ngoại hình của nó khá là ổn. Có lẽ là nó vào khoảng 95-97%, còn khá là mới đấy. Con lens này kết hợp với con lens kit 16-50, nó sẽ tạo thành một dải zoom từ 16-210. Khá là tuyệt để đi du lịch. Và điều đặc biệt là bạn hoàn toàn có thể chụp chân dung, xóa phông từ con lens 55-210 này nhá. Đây là tổng quan về ngoại hình của lens. Mình sẽ bỏ cái cáp trước này và cáp sau luôn. Về chiều dài của lens thì nó có chiều dài khoảng 11cm nhá. So với lens 18-105mm f/4 ấy thì nó có chiều dài xấp xỉ. Tuy nhiên khi mà nhô ra đến góc 210 này thì nó sẽ dài hơn con 18-105mm f/4 vào khoảng 4,5cm. Chính là cái đoạn này nhé. Thành phần làm nên chất liệu của con lens này thì nó làm bằng hợp kim nhôm giống như của con lens SEL 50mm f/1.8. Thế nên khối lượng của lens khá là nhẹ, chỉ 345g thôi. Về phần vòng zoom của lens thì theo trải nghiệm của mình thì nó hơi nặng một chút. Cơ khí của nó là dạng thò ra tụt vào như này nên chúng ta sẽ có cảm giác nó nặng hơn so với những con như 18-105 f/4, nó là zoom trong. Cái vòng lấy nét của nó thì rất là mềm và mượt, nó nhẹ hơn so với zoom. Đúng thôi, bởi vì zoom nó phải kéo theo một khối. Về phía trước lens thì nó có các cái thông số là khẩu là 4.5-6.3. Khẩu khá là nhỏ đấy. Nhìn qua lens này thì chúng ta có thể biết là lens chuyên để chụp ngoài trời. Những cái khẩu này, khẩu 4.5 không phải là khẩu thuận lợi để chụp cho ban đêm. Và cái khoảng cách lấy nét tối thiểu là 1m, đồng nghĩa với việc chúng ta zoom ra tối đa có thể hoàn toàn chụp được một số shot close up của cây, hoa lá hoặc động vật khá là đẹp, kể cả những con chim nhỏ nhá. Bạn hoàn toàn có thể zoom mắc và phóng to ra lấy nét, chụp được vài shot khá đẹp. Và bây giờ mình thử cho con lens 55-210 này vào body A6000 xem như thế nào nhé. Đây, mình sẽ lắp vào. Đó, nhìn nó khá là kỳ cục nhỉ. Không biết nhà sản xuất của Sony khi xem video này có thích mình không, nhưng mà mình cảm thấy nó khá là kỳ cục đấy. Thì mình thử zoom ra xem nào. Đấy, khi zoom ra thì nhìn nó có vẻ đúng chất là lens tele ấy. Đúng là một chiếc lens tele từ nhà đến trường. Và dĩ nhiên rồi, hầu hết lens chính hãng của Sony đều có khả năng chống rung. Và con lens này cũng không ngoại lệ. Cái việc chống rung sẽ có lợi rất lớn khi chúng ta quay video. Đây là một cái đoạn video mình zoom ra 210 và mình quay một cái bông hoa. Và mình tắt cái chế độ chống rung của lens đi để các bạn hình dung được. Khi các bạn sử dụng một cái lens không có chống rung và một cái body không có chống rung, khi quay nó sẽ rung lắc như thế nào nhé. Và đây là một cái đoạn video khi mình bật cái chế độ chống rung lên. Như các bạn thấy thì video nó mượt hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta zoom càng xa thì cái độ rung đấy nó sẽ càng phóng đại lên, những cái rung lắc nó sẽ trở nên nhiều hơn. Và zoom ra 210 như thế này này, có chống rung khi quay video những cái shot cận cảnh rất là tuyệt. Và khi có khả năng chống rung thì nó sẽ bổ trợ rất nhiều khi chúng ta quay handheld. Tuy nó là một cái lens tele tầm thấp, có lẽ là rẻ nhất trong những lens tele chính hãng của Sony, tuy nhiên cảm giác cầm nắm trên tay nó là một cái lens có chất liệu khá là tốt ấy. Bây giờ mình sẽ show vài video và ảnh chụp của con lens này mà mình mới thực hiện sáng ngày hôm nay cùng với Thắng Ly ở trên đỉnh núi nhá. Dĩ nhiên rồi, đỉnh núi là một nơi rất là phù hợp để chúng ta test sức mạnh zoom của con lens này.
bạn thấy video và ảnh chụp thế nào? Kể cả những cái bức chân dung xóa phông ấy. Trong quá trình trải nghiệm và sử dụng con lens này, mình sẽ đưa ra những ưu điểm và nhược điểm của nó như sau. Thực ra với cái mức giá 2 triệu mà mua được con lens này đối với mình khá là hời. Thứ nhất, chất lượng ảnh của nó rất là ổn trong tầm giá, chụp chân dung khá là nét, nét hơn so với lens kit. Nhất là ở phần trung tâm của ảnh, bạn có thể thấy những cái cọng râu của mình khi mình zoom lên này. Và bức ảnh đó được chụp ở tiêu cự 120mm, bạn có thể thấy cái độ xóa phông nhẹ của nó rồi đấy. Ưu điểm thứ hai như mình vừa nói đấy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lens này để chụp chân dung. Khi bạn chỉ cần zoom lens lên khoảng tiêu cự 100 này chẳng hạn. Đó, từ 100 trở lên đến 210 này. Trong cái khoảng này bạn hoàn toàn có thể chụp một số bức ảnh xóa phông rất là tốt. Và dĩ nhiên khi zoom xa đến 210 và lùi lại một chút nhá. Nhớ phải lùi lại một chút đấy, bởi vì 210 là một khoảng cách khá là xa. Bạn hoàn toàn có thể chụp được một số bức ảnh xóa phông mờ mịt. Về cái ưu điểm tiếp theo, chúng ta có thể zoom vật thể từ cách xa 200m mà có thể thấy được một số chi tiết khá là rõ ở trên khung hình. Ví dụ như bức ảnh này, mình đang chụp một cái tòa nhà đây. Và đây là một bức ảnh mình chụp lên 210 này. Bạn có thể thấy rõ những cái chi tiết nó lờ mờ ở trong cái cửa sổ của ngôi nhà khi mình zoom lên đấy. Và cái khoảng cách của mình cách nó là 200m. Và chắc chắn cái lợi thế zoom xa này, cái khoảng cách zoom của nó sẽ thắng được con 18-105F4 về tầm xa. Và nó sẽ thắng được cái con 18-135F3.5 cho đến 5.6 về tầm xa nhé. Về tầm xa thì chắc chắn là nó thắng. Ưu điểm thứ tư, giá rẻ khi mua lại. Dĩ nhiên rồi, với giá 2 triệu bạn không thể mong chờ được một con lens tele nào có thể zoom xa được như vậy. Chắc chắn là như thế. Ưu điểm thứ 5, chống rung. Dĩ nhiên rồi, các bạn nhìn hai cái đoạn video mẫu này, các bạn có thể thấy được là cái độ chống rung nó khác biệt như thế nào đúng không? Bên này thì nó giật đùng đùng, trong khi bên này những cái video mình quay lại nó rất là mượt. Thứ 6, một cái điểm mà mình không thể kể đến vì cộng đồng Sony thế giới người ta vẫn sử dụng con lens này để làm cái việc đấy, đó chính là chụp close up cánh bướm động vật. Nhất là khi bạn đi vườn thú chẳng hạn, bạn muốn chụp close up ảnh của động vật, khuôn mặt này, hoặc là những con chim, con khỉ, hoặc là đơn giản thôi, bạn chỉ cần chụp những cánh hoa thôi, ví dụ như mấy bức ảnh này, và các bạn đứng với một khoảng cách vừa đủ, các bạn hoàn toàn có thể chụp được những cái shot rất là gần. Và những cái chủ thể nhỏ đấy dưới góc nhìn 210 này, nó được phóng to lên, bức ảnh sẽ rất là thú vị. Bên cạnh những cái ưu điểm thì em nó còn một số cái nhược điểm mà những anh em làm nghề dịch vụ cần phải lưu ý nhé. Chất lượng ảnh của nó ổn ở đây là gì? Để up lên Facebook, Instagram và sống ảo. Nhưng dĩ nhiên khi đi chụp dịch vụ thì nó sẽ không ổn lắm. Dĩ nhiên với những cái dịch vụ mà mình và Thắng Ly cũng hay làm, đó là chụp cho các bạn tự sướng và up lên Facebook, hoặc những cái dự án mang tính chất rất là vui ấy. Chụp ảnh, up Facebook chất lượng cao chẳng hạn như vậy, thì con lens này hoàn toàn đáp ứng được nhé. Nó còn xóa được cả phông cơ. Mình có thể nói ngắn gọn là những cái dịch vụ freelancer với mức công cán trung bình, những dự án nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để quay, để chụp. Tuy nhiên khi các bạn làm nghề đi chụp đám cưới, hội nghị hoặc những cái dự án freelancer với cái mức trả cao hơn thì các bạn nên cân nhắc sử dụng con lens khác, bởi vì con lens này chất lượng của nó khi phóng lớn lên ảnh không ổn đâu, nó sẽ mờ và nhiễu, kể cả ở trung tâm ảnh nhá. Và dĩ nhiên rồi, ở phần viền ngoài của bức ảnh ấy, nó xuất hiện rất là nhiều chi tiết mờ. Mình nhắc lại nhá, với lens kit 16-55 và với lens 55-210 này, mình hoàn toàn có thể kiếm tiền được. Và thực tế mình đã kiếm tiền từ những cái lens kit, quay chụp những cái dịch vụ freelancer với chi phí nhỏ ấy, mình vẫn làm bằng lens kit và bằng con lens này. Tuy nhiên với những cái dự án lớn và quan trọng ấy, thì lời khuyên của mình là không. Nhất là khi mình hay làm việc với những homestay, khách sạn, resort mà họ cần sử dụng video và ảnh chụp trong một thời gian dài để quảng bá, để up lên các trang mạng, và họ cần những cái video có chất lượng cao ấy, thì mình sẽ sử dụng những combo khác. Ở cái phần lợi thế của lens, mình nói là nó sẽ zoom xa gấp đôi so với con 18-105. Nó có thể zoom ra 210 mà. Và nó zoom xa hơn hẳn so với con lens 18-135. Nhưng chất lượng ảnh của nó không thể nào nét bằng hai con kia được. Và nói thêm về cái mặt kiếm tiền thì có một kênh YouTube khá là nổi tiếng sử dụng con lens này để quay các cái video chôn, các cái video thử các phản ứng của các bạn gái, các video mà thả thính khi đi tán gái. Thì em ấy có sử dụng một body crop của Sony và con lens 55-210 này để thực hiện các cái vlog, như ví dụ như kiểu làm quen các bạn gái này, thả thính các bạn gái này bằng những cái câu nói rất là hay và rất là nhiều chất xám trong những cái video đấy. Cái nhược điểm thứ hai của nó là khẩu bé quá. Công nhận khẩu của nó là 4.5, có thể mở tối đa ở tiêu cự 55, và 6.3 với tiêu cự 210 là không phải là một khẩu phù hợp để chụp hoặc là quay tối. Khi đi chụp hoặc là quay tối, các bạn nên sử dụng một cái tripod để cho các bạn có thể phơi được thêm ít sáng nào hay tí đấy. Ok, và mấy con lens hot
thì nó đang về. Đợt này đang Tết nên là các đơn ship hơi chậm, và có lẽ một số lens phải ra Tết bắt đầu với ship về mình mới có cơ hội để review cho các bạn. Đừng quên like, subscribe và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nút chuông khi mà mình xuất bản một cái video mới review về lens, các thủ thuật về dựng phim, edit video bằng DaVinci Resolve trên kênh YouTube của mình nhé.